cái bài hát này hay lắm. Bởi vì chúng ta là những người học sinh, là những người văn hóa, giống như là bác Thanh á. Thanh nhớ lại những hồi xưa là bác ống dây ông thầy giáo dạy học ở đây nè. Rồi bây giờ ông thầy giáo ông cũng về thăm trường cũ. Và bác sĩ Minh là cái người học trò hồi đó học ở đây, bây giờ trở về lại thăm lại trường cũ của mình. Đó. Rồi, chúc sức khỏe tất cả các con nha. Nhớ học giỏi đi, học phụ lòng cha mẹ, phụ lòng thầy mình nha, thầy cô nha. Rồi, bye bye. Hẹn 20 tháng 11 của cô Thỏ trên YouTube sẽ gặp bác Thanh nha, bác Châu Thanh và bác sĩ Vinh. Rồi, bye bye tụi con. Rồi, bác chào tụi con nha. Giỏi quá, tình cảm quá. Rồi. Giống bác sĩ Minh á, bác sĩ Minh cũng rất là tình cảm. Vì bác bây giờ là đã trưởng thành mà làm bác sĩ rồi, rất nổi tiếng. Nhưng bác nhớ là cái tuổi thơ của mình á, được quý thầy cô thương yêu rồi dạy dỗ mình và có được ngày hôm nay, nên bác muốn đem cái bài hát này để gửi đến thay lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô ở khắp nơi, và cũng muốn nhắc nhở đến tất cả các học sinh của mình. Dù mình có đi đâu đi nữa, dù mình là cái gì nữa, với thầy cô vẫn là những người cha, những người mẹ trong cái đầu đời để đưa mình đến trên con đường học vấn. Thưa quý vị, đúng không các con? Các con vỗ tròn khoa tay để chúc sức khỏe thầy cô mình đi nha. Trời ơi, bữa nay gặp các con vui quá. Rồi, bây giờ mình làm việc nha tụi con.